Luis Enrique, PSG phải tập sống không có Mbappé. Huấn luyện viên Luis Enrique cho rằng PSG phải dần quen với việc không có tiền đạo ngôi sao Kylian Mbappé trong đội hình từ bây giờ để tránh bỡ ngỡ về sau này. Ở vòng 23 Ligue 1, PSG đã bị Zenit cầm hòa 1-1 ngay trên sân nhà. Kết quả này khiến thầy trò huấn luyện viên Luis Enrique bị đội xếp thứ hai, Brest, thu hẹp cách biệt xuống còn 11 điểm. Trong cuộc đọ sức này, Kylian Mbappé đã ra sân ngay từ đầu. Tuy nhiên, chân sút người Pháp nhanh chóng phải rời sân để nhường chỗ cho Gonçalo Ramos vào phút 65. Đáng chú ý, tại thời điểm đó, PSG vẫn đang bị dẫn trước 0-1. Trong buổi họp báo sau trận, huấn luyện viên Luis Enrique đã nói về quyết định cho Mbappé ra nghỉ đột ngột thay vì để nhà vô địch World Cup 2018 đá hết trận, sớm hay muộn. Đến một lúc nào đó, chúng tôi phải quen với việc thi đấu mà không có Kylian Mbappé. Những phát biểu này của huấn luyện viên Enrique dường như ám chỉ việc Mbappé sắp ra đi. Trong những tuần gần đây, truyền thông Pháp và Tây Ban Nha đồng loạt đưa tin tiền đạo 25 tuổi đã thông báo với ban lãnh đạo PSG rằng sẽ chia tay Park De Vin trong mùa hè tới. Điểm đến tiềm năng của Mbappé có thể là Real Madrid. Trận đấu với Zenit là lần đầu tiên Kylian Mbappé thi đấu tại Park De Vin kể từ khi xuất hiện những tin đồn cập bến Real. Và khi rời sân, nhà vô địch World Cup 2018 đã bị nhiều cổ động viên trên khán đài la ó dữ dội. Trên thực tế, trước khi ra nghỉ, Mbappé cũng đã thể hiện không tốt. Anh chỉ thực hiện 2 cú sút nhưng không trúng đích trong suốt 65 phút trên sân.